Xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Châu Văn An, quận 11. Để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới thì hôm nay cô và các em sẽ cùng ôn tập một số nội dung như sau. Bài 2 và bài 3 là like một cặp tính trạng. Bài 8 nhiễm sắc thể. Bài 12 cơ chế xác định giới tính và bài 15 ADN. Vào nội dung chi tiết của từng bài. Đối với bài 2 là một cặp tính trạng thì các em phải nắm được một số khái niệm, đó là kiểu hình, tính trạng trội, tính trạng lặng và nắm được cái thí nghiệm của Mendel. Các khái niệm kiểu hình là tổ hợp các tính trạng của cơ thể. Tính trạng trội là tính trạng được biểu hiện ở ngay F1. Tính trạng lặng là tính trạng đến F2 mới được biểu hiện. Từ cái thí nghiệm của Mendel, ông rút ra được nhận xét khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính với tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân ly tính trạng theo tỷ lệ trung bình 3 trội 1 lặng. Từ đây, Mendel giải thích kết quả thí nghiệm của mình. Theo Mendel thì mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, và ông giả định trong tế bào dinh dưỡng, các nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp. Ông quy định những nhân tố di truyền trội mang tính trạng trội được quy định bằng chữ cái in hoa, chữ A lớn, B lớn, C lớn, D lớn và E lớn, vân vân. Nhân tố di truyền lặng mang tính trạng lặng được quy định bằng chữ cái in thường, A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ và E nhỏ. Chúng ta rút ra được nội dung quy luật phân ly. Đó là trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền sẽ phân ly về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng B. Đối với bài 3 thì nội dung của phần này các em cần nắm đó là các khái niệm trội, kiểu gen, thể đồng hợp và thể dị hợp. Các em nắm được cái phép Lai phân tích và ý nghĩa của tương quan trội lặng. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái khái niệm. Kiểu gen. Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể. Thể đồng hợp là kiểu gen chứa cặp gen gồm hai gen tương ứng giống nhau. Thì trong cái thể đồng hợp này chúng ta chia ra làm hai loại, đó là đồng hợp trội và đồng hợp lặng. Thể dị hợp là kiểu gen chứa cặp gen gồm hai gen tương ứng khác nhau, nó chính là A lớn A nhỏ. Về khái niệm Lai phân tích, thì Lai phân tích là phép Lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặng. Sau đó chúng ta sẽ xem kết quả. Nếu kết quả phép Lai là đồng tính, thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp. Nếu kết quả phép Lai là phân tính thì cá thể mang tính trạng trội sẽ có kiểu gen là dị hợp. Và ý nghĩa của tương quan trội lặng. Tương quan trội lặng là hiện tượng phổ biến ở giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường là có lợi. Vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa về kinh tế. Nội dung của bài 8 nhiễm sắc thể thì đối với bài này các em sẽ nắm được những đặc trưng của nhiễm sắc thể, ví dụ về số lượng, về hình dạng và về sự tồn tại của chúng. Tiếp theo, các em phải nắm được cấu trúc của nhiễm sắc thể và chức năng của nhiễm sắc thể. Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể thì trong tế bào dinh dưỡng, nhiễm sắc thể sẽ tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau về hình thái và kích thước. Trong đó, một nhiễm sắc thể sẽ có nguồn gốc từ từ bố và một nhiễm sắc thể sẽ có nguồn gốc từ mẹ. Bộ nhiễm sắc thể chứa cặp nhiễm sắc thể tương đồng gọi là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và ký hiệu là 2N. Còn ở trong tế bào sinh dục hay còn gọi là tế bào giao tử thì bộ nhiễm sắc thể chỉ chứa một nhiễm sắc thể của cặp tương đồng gọi là bộ nhiễm sắc thể đơn bội và ký hiệu là N. Một câu hỏi ở ngoài, đó là các em hãy mô tả bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của ruồi giấm về số lượng và hình dạng.
Thì các em biết là bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm là 2N bằng 8, có nghĩa là nó sẽ có 8 cái nhiễm sắc thể đúng không nào? Thì chúng ta quan sát cái hình này để chúng ta nói được bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của ruồi giấm bao gồm 8 nhiễm sắc thể, thì nó sẽ bao gồm 4 cặp nhiễm sắc thể, trong đó có 2 cặp nhiễm sắc thể hình chữ V. Các em thấy 2 cặp hình chữ V chưa? Một cặp nhiễm sắc thể hình hạt và một cặp nhiễm sắc thể hình que. Cặp nhiễm sắc thể này sẽ khác nhau ở hai giới tính. Ở ruồi cái nó là XX và ở ruồi đực nó là XY. Ngoài ra chúng ta có những cái tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể, như là ở những loài đơn tính thì nó sẽ có sự khác nhau giữa cơ thể đực và cơ thể cái ở một cặp nhiễm sắc thể giới tính, đó là XX và XY. Bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài nó sẽ đặc trưng về số lượng và về hình dạng của nhiễm sắc thể. Về cấu trúc của nhiễm sắc thể thì cấu trúc điển hình của nhiễm sắc thể biểu hiện rõ nhất ở kỳ giữa, và hình dạng của nó có khá nhiều hình dạng. Ví dụ giống như bài vừa rồi của ruồi giấm thì chúng ta thấy nó có hình dạng là hình hạt, hình que, hình chữ V, vân vân. Cấu trúc thì ở kỳ giữa nhiễm sắc thể bao gồm hai chromatid dính với nhau ở tâm động, mỗi chromatid gồm một phân tử ADN và protein loại histone. Chức năng của nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN. Chính sự tự nhân đôi của ADN sẽ dẫn đến sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể, nên gen quy định tính trạng sẽ được di truyền qua các thế hệ từ tế bào và cơ thể. Bài 12, cơ chế xác định giới tính. Trong bài này các em sẽ nắm được một số cái khái niệm, đó là các cái nhiễm sắc thể giới tính về cặp tương đồng và cặp không tương đồng. Sau đó các em sẽ xác định cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính. Ở tế bào lưỡng bội 2N thì có các cặp nhiễm sắc thể thường ký hiệu là chữ A lớn và một cặp nhiễm sắc thể giới tính tương đồng là XX hoặc không tương đồng là XY. Nhiễm sắc thể giới tính nó sẽ mang gen quy định giới tính và các tính trạng thường liên quan đến giới tính. Ví dụ, ở người, nhiễm sắc thể Y mang gen SRY còn gọi là nhân tố xác định tinh hoàn, hay là ở trên nhiễm sắc thể X nó còn mang gen lặn quy định máu khó đông. Thì cơ chế xác định giới tính. Cơ chế xác định giới tính là sự phân ly của cặp nhiễm sắc thể giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh. Qua giảm phân, mẹ sinh ra trứng mang nhiễm sắc thể X, bố sinh ra tinh trùng mang nhiễm sắc thể X và Y. Khi thụ tinh, tinh trùng Y kết hợp với trứng X tạo ra hợp tử XY và phát triển thành con trai. Tinh trùng X kết hợp với trứng X tạo hợp tử XX và phát triển thành con gái. Ngoài cái cặp nhiễm sắc thể giới tính quy định giới tính ra thì chúng ta còn một số cái yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính. Sự phân hóa giới tính không hoàn toàn phụ thuộc vào cặp nhiễm sắc thể giới tính mà còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường. Ví dụ như là môi trường bên trong của cơ thể, như là hóc môn này, rối loạn các quá trình trao đổi chất, hay là môi trường bên ngoài như là nhiệt độ, ánh sáng, nồng độ CO2, điều kiện thụ tinh và chế độ dinh dưỡng, vân vân. Do đó thì chúng ta có thể chủ động trong việc điều chỉnh tỷ lệ đực cái phù hợp với mục đích sản xuất của con người. Bài 15, ADN. Nội dung của bài này các em phải biết được cấu tạo hóa học của phân tử ADN và chúng ta sẽ nắm được cấu trúc không gian của phân tử ADN. Cấu tạo hóa học thì ADN có tên gọi là axit deoxyribonucleic, được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và B. ADN là đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mà đơn phân là các nucleotide hay còn gọi là nu, gồm 4 loại nucleotide: A tên là adenine,
histamine, guanine và cytosine. ADN có tính đa dạng và tính đặc thù. Nó đa dạng bởi trình tự sắp xếp khác nhau của bốn loại nucleotide này. Và nó có tính đặc thù là do số lượng, do thành phần và do trật tự sắp xếp của các nucleotide. Chính vì tính đa dạng và đặc thù của phân tử ADN, nó chính là cơ sở cho tính đa dạng và đặc thù của các sinh vật. Chúng ta có một cái bài tập nhỏ như sau. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN như sau. Các em hãy nêu cho cô trình tự các đơn phân trên mạch đơn tương ứng nó sẽ như thế nào. Này, chúng ta đi lại cái đề. Và cứ theo nguyên tắc bổ sung thì A nó sẽ liên kết với T, G liên kết với X. Do đó cái mạch của chúng ta đang có A thì các nucleotide tự do trong môi trường nó sẽ gắn T vào. T thì nó sẽ gắn A, G là X, G là X, X là G. Tương tự, các em tự viết nào. Chúng ta sẽ rút ra được một cái hệ quả. Các em thấy là khi biết được trình tự sắp xếp các nucleotide trong mạch đơn này thì có thể suy ra được trình tự sắp xếp của các nucleotide trong cái mạch đơn kia. Về cấu trúc không gian của phân tử ADN, ADN là một chuỗi sắn kép gồm hai mạch song song sắn đều theo chiều sắn phải và nó có tính chu kỳ. Mỗi chu kỳ xoắn là cao 34 angstrom, gồm 10 cặp nu và đường kính vòng xoắn là 20 angstrom. Các nu giữa hai mạch ADN liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung bằng liên kết hydro thành từng cặp A liên kết với T và G liên kết với X. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung này là khi chúng ta biết được trình tự sắp xếp các nucleotide trong mạch đơn này thì có thể suy ra trình tự sắp xếp của các nucleotide của cái mạch còn lại. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và chúc các em làm một bài kiểm tra giữa kỳ thật là tốt.